xin giới thiệu đến quý vị đôi loa Bose 10.2 trơn của Mỹ. Nếu như trước đây tôi đã giới thiệu đến quý vị các dòng loa Bose 10.2 Series 2 vừa nghe nhạc vừa hát rất tốt, thì ở đây là phiên bản 10.2 trơn. Dòng loa có thể vừa nghe nhạc vừa karaoke chuyên nghiệp, tức là 2 trong 1. Những quý vị không có điều kiện về không gian để bố trí hai bộ độc lập trong gia đình thì nên sắm những dòng loa này để vừa hát karaoke hay vừa nghe nhạc hay. Quý vị lưu ý cho dòng loa này có 2 bát, một bát đánh ngang và một bát đánh ngửa trong lòng thùng theo cấu trúc thông thường. Mỗi một chiếc loa này rất nặng, mỗi một lần bê ra để test cho quý vị nghe tôi rất vất vả. Mọi chi tiết xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị lưu ý cho khi chúng ta nghe nhạc thì chúng ta sử dụng những chiếc âm ly bán dẫn như thế này. Còn khi hát, quý vị chỉ cần ghép thêm một chiếc vang số nữa thôi là nó lại trở thành một bộ karaoke chuyên nghiệp. Dòng loa này cũng rất phù hợp ghép với những chiếc âm ly Jaguar Kali, tức là dòng âm ly karaoke. Dòng loa này cũng cho tiếng bass rất sâu, nhưng tuy nhiên nó không thể xuống sâu như dòng loa Bose 701 tôi vừa giới thiệu đến quý vị được. Vì dòng 701 nó thiên về nghe nhạc hơn. Dòng loa này nó được thiết kế, tức là dòng loa Bose 10.2 này được thiết kế cân đối để có thể hát được và nghe được. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn, vinh lửa đang còn chia bao người như ta sống ly tan. Mẹ ra thương con đi tìm trong tiếng đàn, mờ hiên đêm đêm sống trong cơn mê phú phàng. Ôi những gì đẹp lòng là khi đất mẹ sống yên vui không lửa màu. Trăng khuya lên cưới không phai màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một lòng yêu anh và đợi chờ. Anh ở biên thủy xa thương về em đang sống bơ vơ. Quý vị lưu ý cho đôi loa này có chiều cao khoảng 1m1. Tôi chưa đo chính xác nhưng khoảng 1m1. Lại trời cho mưa trên đồng phố nắng lửa, tình yêu hai đứa như hoa nở đúng. Đôi loa này có giá hơn 10 triệu đồng. Xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388 để có cơ hội sở hữu đôi loa này.